Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va, hoặc nói dối cùng người lân cận mình về đồ vật gửi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài vật trộm cắp, hoặc giật lấy của người lân cận mình, hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được. Khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giật lấy, hoặc vật đã tin gửi cho, hoặc vật làm mất xí được, hoặc về các món người đã thề dối. Người phải thường nguyên lại và phụ thêm 1/5 giá trị mà giao cho chủ vật đó ngày nào mình dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi. Tùy theo sự đánh giá của ngươi, người ấy phải bắt trong bầy một chiên đực không tỳ vít chi dẫn đến thầy tế lễ mà dâng cho Đức Giê-hô-va đặng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi mình. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va, thì lỗi người sẽ được tha, bất luận lỗi nào người đã mắc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền lệnh này cho A-rôn cùng các con trai người. Này là luật về của lễ thiêu. Của lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn. Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ và đổ gần bên bàn thờ. Đoạn, cổi áo này, mặc áo khác, đem tro này ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ lấy củi chùm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên và xong những mỡ về của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Đây là luật về của lễ chay. Các con trai A-rôn phải dâng của lễ này tại phía trước bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ sẽ lấy một nắm bột lọc trong của lễ chay và dầu, cùng hết thảy nhũ hương ở trên, đem xông trên bàn thờ làm kỷ niệm về một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần còn dư lại, A-rôn và các con trai người sẽ ăn không pha men tại một nơi thánh, tức là ăn tại hành lang của hội mạc. Họ không nên nấu bột đó với men, ấy là phần ta cho họ do trong các của lễ ta dùng lửa dâng lên, thật là một vật chí thánh như của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Phàm người nam trong vòng con cái A-rôn sẽ ăn lấy, ấy là một luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi về những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ai đụng đến những của lễ đó sẽ nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Này là của lễ A-rôn và các con trai người phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày họ chịu phép sức dầu. 1/10 ê-pha bột lọc làm của lễ chay thường thường. Sáng 1/2, chiều 1/2. Của lễ đó sẽ chiên sẵn trên chảo trộn với dầu. Chín rồi, người phải đem đến cắt ra từ miếng sẵn, dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con trai nào của A-rôn chịu sức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ cũng phải dâng của lễ này. Ấy là một luật lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ phải xong hết trọn của lễ này. Phàm của lễ chay của thầy tế lễ nào thì phải đốt hết, không nên ăn. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng: Đây là luật về của lễ chuộc tội. Phải giết con sinh tế chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi người ta giết con sinh về của lễ thiêu. Ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ đứng dâng con sinh tế chuộc tội phải ăn thịt nó trong một nơi thánh, tức là trong hành lang của hội mạc. Hễ ai đụng đến thịt con sinh sẽ nên thánh, và nếu huyết nó văng trên áo nào thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh. Nồi đất dùng nấu thịt đó sẽ đập bể đi. Nếu nồi nấu bằng đồng thì sẽ cạo và rửa nước cho sạch. Hễ người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó, ấy là một vật chí thánh.
nhưng chẳng nên ăn thịt con sinh tế chuộc tội, có huyết nó đem vào hội mạc, đặng làm của lễ chuộc tội nơi đền thánh. Hãy đốt nó đi. Chương 7. Đây là luật lệ về của lễ chuộc sự mắc lỗi, ấy là một vật chí thánh. Trong nơi người ta giết con sinh dùng làm của lễ thiêu, thì hãy giết con sinh tế chuộc sự mắc lỗi, rồi rưới huyết ở chung quanh trên bàn thờ. Đoạn dâng hết thảy mỡ, đuôi và mỡ chài, hai trái cật và mỡ hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật. Thì tế lễ sẽ xông hết trên bàn thờ làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Mọi người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó tại trong một nơi thánh. Ấy là một vật chí thánh. Của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng như của lễ chuộc tội đồng một luật lệ nhau. Con sinh sẽ thuộc về thầy tế lễ nào đã dùng nó làm lễ chuộc tội. Còn thầy tế lễ dâng của lễ thiêu cho ai sẽ được miếng da của con sinh dùng làm của lễ thiêu đó. Phàm của lễ chay nào, hoặc nấu trong lò, hoặc chiên trên chảo hay là nướng trên vỉ, thì thuộc về thầy tế lễ đã đứng dâng. Phàm của lễ chay hoặc chế dầu hoặc khô, phải cứ một mực phân cho các con trai A-rôn. Đây là luật lệ về của lễ thù ân mà người ta phải dâng cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai dâng của lễ đó đặng cảm tạ, thì phải dâng chung với của lễ thù ân những bánh nhỏ không pha men, chế dầu, bánh tráng không pha men, thoa dầu, bột lọc trộn làm bánh nhỏ, chế dầu. Lại phải thêm bánh có pha men mà dâng với của lễ thù ân cảm tạ. Họ sẽ lấy một phần trong mỗi lễ vật làm của lễ chay dơ lên dâng cho Đức Giê-hô-va. Của lễ đó sẽ thuộc về thầy tế lễ đã rưới huyết của con sinh tế thù ân. Thịt của con sinh tế cảm tạ thù ân thì phải ăn hết nội ngày đã dâng lên, không nên để sót chi lại đến sáng mai. Nếu của lễ dâng về việc thường nguyện hay là lạc ý, thì phải ăn con sinh đó nội trong ngày đã dâng lên, còn dư lại thì ăn ngày mai. Nhưng phần còn dư lại đến ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu ai ăn thịt của lễ thù ân trong ngày thứ ba, thì người nào dâng của lễ đó sẽ chẳng được nhậm và chẳng kể chi của lễ đó cho người nữa. Ấy là một điều gớm ghê, ai ăn thịt đó sẽ mang lấy tội mình. Cũng chẳng nên ăn thịt đã đụng đến vật chi ô uế phải thiêu đi. Còn thịt nào ăn được, ai tinh sạch mới nên ăn. Ai đã bị ô uế lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Nếu ai đụng đến sự ô uế hoặc của loài người hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm, mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, chẳng nên ăn một thứ mỡ nào của bò, chiên hay là dê. Mỡ của con thú nào chết hay là bị xé sẽ được dùng về mọi việc, nhưng các ngươi không nên ăn. Vì ai ăn mỡ của những thú người ta dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Trong nơi nào các ngươi ở chẳng nên ăn huyết, hoặc của loài chim hay là của loài súc vật. Phàm ai ăn một thứ huyết nào sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, người nào dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va phải đem đến cho Ngài lễ vật do trong của lễ thù ân mình. Chính tay người sẽ đem phần phải dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là mỡ và cái o. Cái o để đặng dùng làm của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi thầy tế lễ sẽ xông mỡ trên bàn thờ. Còn cái o thì thuộc về phần A-rôn và các con trai người. Các ngươi cũng sẽ cho thầy tế lễ cái giò hữu về của lễ thù ân đặng làm của lễ dơ lên. Còn ai trong vòng các con trai A-rôn dâng huyết và mỡ của con sinh tế thù ân thì sẽ được phần cái giò hữu. Vì trong những của lễ thù ân của dân Israel, ta lấy cái o mà họ đưa qua đưa lại trước mặt ta và cái giò mà họ dâng dơ lên đặng ban cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người, chiếu theo luật lệ đời đời mà dân Israel phải giữ theo. Ấy là phần trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va mà phép sức dầu sẽ truyền cho A-rôn và các con trai người trong ngày nào lập họ làm chức tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Israel phải ban cho họ từ ngày họ chịu phép sức dầu. Ấy là một luật lệ đời đời
trải qua các thế đại. Đó là luật về của lễ thiêu, về của lễ chay, về của lễ chuộc tội, về của lễ chuộc sự mắc lỗi, về của lễ phong chức và về của lễ thù ân mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mô-sê tại trên núi Sinai khi Ngài dặn biểu dân Israel dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng Sinai. Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti, chương 1. Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giê-su Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Ga-la-ti. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa chúng ta, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-su Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ứng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Hỏi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-su Christ. Và anh em đã nghe lúc trước, tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong, tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa-mách. Kế đó, mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc xứ Syri và xứ Cilici. Bây giờ, tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Chính các hội đó có nghe rằng người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người có sức phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời. Chương 2. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem Tít cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng. Dầu Tít kẻ cùng đi với tôi là người Greek cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giê-su Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết. Tôi nói,
những kẻ đó giàu tôn trọng lắm cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi có tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Chương 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp,
bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Hỏi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi ngươi như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chính anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Greek, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em thảy đều là một. Lại, nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Thi Thiên 17. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe sự công chính, để ý về tiếng kêu của tôi. Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối. Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa, cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng. Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Còn về công việc loài người, tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa vì Chúa sẽ nhậm lời tôi. Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài khỏi những kẻ giấy nghịch cùng họ. Xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt. Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa, cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi. Chúng nó bít lòng mình lại, miệng chúng nó nói cách kiêu căng. Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy đi đón và đánh đổ nó. Hãy dùng gươm Ngài
mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài. Chúng nó sinh con thỏa nguyện và để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.